Và hi, xin chào các bạn đến với kênh Kraken Gaming. Hôm nay mình sẽ chơi một tựa game FIFA 16 Online. À, đây một trận đấu giữa Real Madrid và Barcelona. Mình sẽ vào vòng mình sẽ chọn đội team Real Madrid. Chúc mừng các bạn là một Ronaldo, một cầu thủ rất là đẹp trai, điển trai. Hai thứ đó đều như nhau nhưng mà thôi kệ. Nói chung là đẹp trai. Và trận đấu đang chờ đợi, anh Ronaldo đang đi vòng ở đây và đang đợi Messi. Messi đến chuyền cho Rakitic. Ok, Rakitic đã quay được mặt. Mình đã xử lấy bắn. Đi. Ok, Bale đã lấy bắn. Benza, Benzema sẽ là người đây. Benzema chuyền cho Ronaldo. Ôi, mà Ronaldo bị đèn thằng nào té, đè té. Đó là Iniesta, Iniesta đó là chơi bẩn cái độ mà làm cho Ronaldo té luôn. Ronaldo đặc biệt là đẹp. Ok, nó nhiều quá, nó hấp luôn rồi. Một chuyền truyền hậu của Benzema. Rodriguez đang tới. Yeah, lấy được bắn, không lấy được bắn à, không được. Yeah, Benzema lấy bắn, một đường chuyền cho Kane. Yeah, đúng rồi. Làm gì đây? Một đường câu vào và không vào. Ôi, một cơ hội đó là mở, đáng tiếc của Rodriguez là đánh đầu chợt hụt ha. Một pha nhào lộn đây, một pha chiếu lại. Ô, thủ môn rất là chiều, là chiều đỡ một trái bánh rất là cẩn thận. Một cơ hội đáng tiếc mà Toni Kroos đang đứng trước chấm phạt góc. Toni Kroos câu vào cho ai đây? Câu vào cho ai cũng không biết, nhưng mà câu vào lại luôn đi. Ok, đã mất bắn rồi. Ok, Neymar đang ghi bàn. Oh shit, Neymar đừng. Mình sẽ không cho Neymar lấy bàn đầu. Ok, tiếp tục. Trời, sao bị lắc gì vậy? Đứa nào đang có reset à? Yeah, đã lấy được bàn rồi. Theo là Neymar, bàn là trở lại Neymar, bàn là chia ra thế. Ok, tùm lum hết vậy. Tụi đó đang đá kiểu tiki taka kia. Ok, Marcelo là người đây. Có hai đường truyền. Ok, Marcelo sẽ truyền dưới đây. Không biết làm gì hết. Thôi, đi về bàn. Một pha lật cánh của Ramos cho Cavajo. Một đường truyền tuyệt vời. Sẽ làm gì đây? Modric đang dẫn bàn. Và tới Ronaldo cũng mất bàn luôn. Shit. Bây giờ mình lần quay không đá được gì hết. Ok, mình sẽ tập trung vào đá hơn. Mình sẽ không bình luận trận đấu nữa, mình sẽ tập trung ghi bàn, sau đó mình sẽ bình luận nói nhảm tiếp. Ok. Ronaldo lấy được bàn. Messi. Đô, Messi. Dani Alves. Tờ má bị thằng hộ vệ ghi bàn. Thật nhục quá đi. Sao thế nhở? Bị nó ghi bàn má hậu vệ nó xuống như tiền vạ rồi kìa. Ok, trận đấu đã bị phá vỡ hết cân bằng. Bell đã chuyền hụt, không biết làm gì tiếp theo. Rakitic. Ramos đã chuyền cho lấy bàn hụt, nhưng anh đã sửa lỗi. Toni Kroos đã sửa lỗi cho anh. Lấy bàn rất là chán luôn. Đen người. Chuyện này. Trời ơi, má chuyện gì muốn chết vậy. Ok, tiếp tục lên bàn thôi. Ramos chọc khe cho Ronaldo. Yeah, Ronaldo bật tương lại. Tiếp theo, Rodriguez chạy rất là chậm. Không lấy được bàn rồi. Một đường chuyền rất là cao. Lấy được bàn không? Yeah, được rồi. Ném hụt. Đội tuyển này áp sát quá, chả làm được gì. Benzema bị kèm rất cứng luôn. Một quyền chuyền lên cánh. Bale đã bị đánh rồi. Thật là lao nồng cho Bale. Messi. Chết tôi. Tâm rồi. Thôi. Rồi đi vậy. Messi nó đi với chú không người. Một đường góc rất là tuyệt vời. Bale đang chạy. Đứng người được không? Không được rồi. Mất bàn. Tiếp tục. Mình sẽ đẩy hướng tấn công lên. Lấy được bàn rồi. Hay lắm. Ok, mất lại. Hay quá, Marcelo ơi. Cái gì thế? Má đội tuyển Barcelona đánh người quá. Tiếp tục.
May mà múa. Và may mà đã qua được Carvajal. Oh yeah, bé qua được rồi. Trả lại cho Rory Kress. Oh, chị. Chạy gì đâu chén quá. Như đây là chống nè, là cánh thôi. Chính cho Ronaldo. Ronaldo. Shit, đi hụt quay ấy. Một pha ném biên. Trận đấu đang trở nên rất là nhàm chán. Vì mình đã bị ghi bàn, mình không thấy vui. Nên trận đấu sẽ rất là nhàm chán. Trời ơi, đã banh ra luôn. Có cảm giác lắc lắc thế nào nhỉ? Ok, tiếp tục. Ronaldo giờ có một hành động muốn lấy banh nhưng mà không được. Thôi đi bưởi. Cái gì đó, ủa, bạn thấy bạn, các bạn thấy nó lắc không? Má, thằng lòn này, vừa có phim xét vừa chơi game à. Ồ, có một pha kỹ thuật của Benzema nhưng mà đã bị bắt bài. Mày múa. Múa chưa tới. Nhìn về đây thôi. Đó là kịch cà vào hồ. Cà vào hồ sẽ lại bị đây. Một pha chọc khe rất là dở. Ok, Suarez. Mất banh rồi Suarez đây. Cái tình hình này sẽ tỷ số sẽ 1-0 cho đến khi kết thúc hiệp 1. À, chân dài quá. Nghĩa là chân dài quá BK. Bebe chân cũng rất dài. Chết cha, đã mất banh rồi. Messi sẽ làm gì đây? Messi không phải là MVP. Cái gì mà bị ép vậy ta? Hay thế. Ok, Iniesta. Iniesta chuyền Suarez. Suarez chuyền lại cho Danves. Cầu thủ ra ghi bàn trong hiệp 1. À, mình đã hụt rồi, chết tôi. Fuck. Thì sao nó bị hay không? Thật là đau khổ. À, rất là bậy luôn. Đây, mình không kèm thằng này. À, cho nó sút. Thiệt là đau nào. Thì số tự nhiên đã kết thúc ở hiệp 1. Thì số 1-0 nhưng đã bị trang hành lại. Một phần là lắc tung cả đít. Mình không thể control được con nào hết á. Và hiệp 1 đã kết thúc. Và tỷ số là 2-0 dành cho bên Barcelona. Đây là gương mặt của ghi bàn của lưới mình. Một gương mặt rất là đáng thương. Đáng ghét. Ok. Nó ghi bàn rồi nó không thèm skip để cho mình khỏi có bị tốn thời gian. Nó bận đẻ. Mất dạy đến thế là cùng. Hiệp 1 mình chỉ sút được một trái. Mới sút đúng hai trái, ghi vào hai trái. Thật là bullshit. Ok, mình phải đợi nó 25 giây nữa. Mình sẽ ngừng nó 25 giây, các bạn cứ relax ha. Ok, chào mừng các bạn đã đến với hiệp 2 của trận đấu giữa Real Madrid của mình và Barcelona của một thằng cu rồi đó. Tình hiện tại là mình đang thua sút cả quần. Thua sút cả chỉ, sút cả áo. Tại vì một phần là mình đá dở và một phần là lắc cả tung cả đít. Ok, vào nào. Một cú sút. Oh, lại là như thế rồi. Thủ môn bên bạn rất là hay, còn thủ môn bên mình rất là tệ. Một đường phạt góc. Tầm sau đây, Benzema đã trúng vào chân của Alves. Neymar. Là Miu trời cũng ủa quên, Miu Moritz đã hụt cho banh. Nhanh quá lùng. Iniesta sẽ làm gì đây? Cấu vào à? Không được, Marcelo lấy banh lại rồi. Navas sẽ chuyền cho ai đây? Navas sẽ chuyền cho Bale. Và Bale chuyền cho Kroos, nhưng Kroos đã bị tệ mất banh rồi. Yeah, Moritz đã lấy banh lại nhưng mà Moritz đã nhưng thì quên, mình Toni Kroos đã nhận cơ hội bất cứ của một anh nào đó.
và lắc đến nỗi mà không mình không thể nào chuyển chuyển cái đội cầu thủ được luôn. Rất là nhảm nhí. Oh shit. Nhân cơ hội mình đang lắc thì đối thủ đã tung một cú sút ném vào. Tuy nhiên không vào. Và đây, mình đã chìm một cú chuyền ra ngoài luôn. Wow. Là mọi người tắt cái download giùm đi. Ok, mình đã được ban. Toni Kroos, Owen, Ramos, Modric, Toni Kroos. Quá chậm chạp. Quá chậm chạp. Một đường chuyền ở dưới cho Benzema. Benzema sao làm gì đây? Benzema ngoặt lại và chuyền vào bên trong không? Oh, cầu thủ bạn đã lấy ban được rồi. Thật là chán quá đi. Modric. Modric. Chuyển cho Marcelo. Marcelo gạt lại. Chuyển cho Ronaldo, Benzema. Ronaldo. Ba. Come on. What the fuck? Iniesta. Iniesta làm gì đây? Iniesta đang múa dẻo từ lơ luôn. Chuyển cho Alves. Cầu thủ đang ghi bàn mở tỷ số. Gạt qua gạt lại. Gạt qua gạt lại sẽ làm gì đây? Marcelo cũng đi qua đi lại chống cái mặt luôn. Chuyền vào và Messi. Messi rất là lùn nhưng không thể nào mà đổi đầu được đâu. Yeah, anh Messi. Ủa, Rory Kress. Chuyền cho Ronaldo. Ronaldo sẽ bứt phá từ đây. Ronaldo sẽ lại ở đây. Một pha mất bàn. Lát cái gọi mình không thể nào làm được tổng kết kỹ thuật. Ok, Morris đã lấy được bàn. Làm gì đây? Chống lỗng rồi, diệt chị mẹ rồi. Ghi bàn nhưng ta bị diệt chị. Rất là tệ. Một cái mục Benzema đã liệt dị một khúc luôn. Một khúc rất là bự. Rất tội cho anh ấy. Anh ấy đang muốn ghi bàn. Nhưng mà thôi kệ. Đã làm tung lưới đối phương cũng là một mãn nguyện của trận đấu hôm nay rồi. Tiếp tục chuyền lên. Ôi trời ơi, lắc quá. Không thể nào mà đá được với tình trạng như thế này. Chả biết đối thủ bên kia tại sao đối thủ đá được. Không biết tại sao. Không biết tại sao, tại vì đối thủ có thể là đá lắc thường xuyên rồi nên có thể đối thủ đã có thể quen được với cái tình cảnh hiện nay. Còn mình thì bỏ tay. Lấy được bàn. Một chuyền gặp khe. Ok. Rồi nó lấy được bàn, nó làm gì vậy? Trời ơi, mình trả lại cho Rory Kress mà sao lại chuyền bên chút cho vậy? Không thể nào hiểu được. Này mà chui thôi. Yeah, một đường chui rất là đẹp đẽ. Đẹp mà tới đẻ luôn. Bèo, chịt và cắn lại cho Ronaldo. Ronaldo chuyền cho Marcelo trở về. Mệt quá, nó nhiều mệt quá. Trời ơi, lắc quá, không thể nào chuyền cho Ronaldo. Má ơi. Làm gì đây? Không làm gì được đâu cơ à. Hai lần thắng như rồi, cũng mấy bạn chỉ là sự may mắn thôi. Mà sự thiếu mất tập trung của mình. Bây giờ mình sẽ tập trung lại và lấy được bàn. Yeah. Làm gì đây, làm gì đây. Chuyển lại cho đây. Đã, lấy bàn được luôn. Chuyển lên cho Benzema. Chuyển lên cho Toni Kroos. Toni Kroos đã được hết mướn rồi. Trời ơi, chồng chạy nữa má ơi. Mình sẽ thay Toni Kroos cho thôi. Trời ơi, sao mà lắc vậy? Đấy là lý do mình tại sao mà các bạn biết mình đá mà thua rồi đó. Má cái thằng lồ này. Nó chơi điếm quá. Nó bật phim set download gì đó mà đá không thể nào được. Banh mỗi lần tới là phải chậm 2-3 nhịp, delay 2-3 giây. Thật là buồn quá đi. Một trong những clip mà mình định làm bình luận đầu tiên của trận đấu nhưng mà đã bị phá vỡ bởi thằng con phim set. Ok, mình sẽ thay Toni Kroos cho. Toni Kroos cho vào Isco. Modric cũng là hết sức. Và sẽ là Kovacic. Kovacic hay là Jesse. Ok, Kovacic đi. Ok. Hình như mình đã bấm lộn. À da, mình đã bấm rồi. Vào lại trận game. Phía đối thủ vẫn còn đang mải mê đào phim xét mà coi. Chắc là đào xong rồi và đang hiện giờ đang coi. Chỉ tội cho mình thôi. Mình chả coi được cái gì. Mình phải nhìn cái màn hình loading screen này. Rất là buồn luôn. Ok. Trời. Vừa vào trận game mình không tập trung ra. Mình mất banh vào ra ngoài luôn rồi. Bây giờ làm sao để ghi bàn này danh dự đây? Làm sao đây? Một câu hỏi rất là nan giải. Tới giờ vẫn chưa có thể giải được. Và một lần nữa Pepe lại bất cu. À quên, bất chân đồng đội bên kia. Một đồng đội đến từ đội tuyển Tây Ban Nha. Mình không nhớ rõ thằng đồng đội đang bị nằm là tên gì. Nhưng mà chắc là cũng là đồng đội bên Tây Ban Nha.
không bao nhiêu chân nữa, không lan man nữa. Tony Ramos là tiếp bàn, và đây là một đạn phản công của Real Madrid. Hay quá, làm gì thế đây, mừng dở kia, quá trống lỏng nhưng mà đã bị lấy bàn. Thật là tiếc cho đội bạn. Oh shit, thật là buồn quá. Ok, đường tấn công của Daniel Alves. Daniel Alves rất là nhanh, lại lường lường nữa rồi, là mình không làm gì được nữa rồi. Yeah, lại trúng được. Một cầu thủ BB đã cản phá được cái đường truyền của một đường cú sút của Daniel Alves. Lắc quá, không biết làm gì cả. Mà cầu thủ này rất là đông. Marcelo, Ronaldo có việc vậy không? Rất là không, nhưng mà Ronaldo việc vậy chỉ một găng tất thôi. Không được cho coi lại, nhưng mà mình nghĩ việc vậy chỉ có một găng tất thôi. Thật là đau lòng, thật là đau lòng. Tới giờ vẫn chưa ghi bàn được. Trời ơi, còn bị hiếp dâm nữa. Chết tôi, chỉ một đường chọc khe thôi. Một đường chọc khe thôi của Messi, nhưng Messi nó quyết định dẫn bàn, gia đình mất bàn. Rất là tinh thần không đồng đội của Messi tí nào cả. Mình sẽ chạy về cho Ramos. Ok, một đường chuyền. Một đường chuyền cho Bale nữa. Đã bị đánh rồi. Làm sao đây? Chuyền cho Ronaldo thôi. Ronaldo làm việc gì? Ronaldo rồi bị mất bàn. Thật là khó, cái tình trạng mà lắc như thế này thì mình không thể nào dễ được. Rồi đem mất. Ba! Rõ ràng là mình đang muốn dễ vào bên trong nhưng mà nó lắc, mình ra ngoài luôn. Fuck! Thật là đau buồn. Yeah, lấy được bàn lại rồi. Cannibal chuyền cho Benzema. Benzema là chuyền cho Ronaldo. Yeah, what the fuck, đâu vậy? Tại sao lại lại quay đúng cái lúc mà mình quay clip để hiếp dâm mình như thế này? Thật là đau buồn. Mày tao bút mày luôn. Hai mươi rồi, một trận thua rất là bullshit. Không phải mình thua thì mình dở, nhưng mà mình thua thì mình lag. Ok, chỉ còn mấy giây nữa thôi là mình có thể kết thúc cái sự đau khổ này. Mình sẽ chuyển lại cho thằng này. Chị trai đây, phá bên. Mà chỉ còn một giây thôi. Yeah, đã hết giờ. Cuối cùng mình cũng đã thua. Thua không phục. Ok, nhưng không sao. Bản này mình thua, nhưng mà sao mình chắc chắn mình sẽ ăn lại. Hy vọng là vậy. Và cảm ơn các bạn đã xem cái clip bình luận đá banh của mình bằng cái giọng chiếc mình này. Hy vọng các bạn sẽ like và nhấn subscribe cho mình. Còn nếu các bạn có thời gian thì các bạn nhớ chia sẻ lên Facebook cho mình hoặc các bạn về Twitter hay là gì cũng được. Cảm ơn các bạn đã xem mình nữa và chào các bạn.